Anh đây, đang làm gì đấy? Em đang làm biếng. Không nghe gì à? Alo. Mày điếc à? Nghe rồi. Mạng lại thất tình rồi em ạ. Vâng, anh cũng chuẩn bị thất tình rồi đấy. Anh bảo này, hay là tối nay tầm muộn muộn ấy, anh soạn đồ xong rồi sang nhà em ở nhá. Mày nói thế là có ý gì? Thì cho ở nhờ mấy hôm, không được à? Tất nhiên là không rồi, ai chứa. Thế mà bây giờ 2 tháng rồi không gặp nhau, thì em không nhớ anh à? Thật ra là em cũng nhớ anh mà. Tao đùa đấy. Nhưng mà anh sang thì hai đứa mình lấy gì mà ăn? Cặp đất à? Thì anh mang gạo sang, mà không thì mình cứ sang bình thường thôi. Ôi, nhưng mà bố em không có cho đâu. Mẹ không cho á? Tao bảo bố không cho. Thế bây giờ anh gọi điện xin mẹ nhá. Rồi bố tao không cho, mày xin mẹ tao làm cái gì? Thôi nói đùa thế thôi chứ em đang ở trong khu cách ly anh ạ. Anh đừng có sang nhà em nhá. Nhớ mồm nhá, con chó đi đâu nhá.